Xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà Phố Văn Nguyên. Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm ở trục đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận. Và căn nhà mình có tổng diện tích lên đến 40m² và có kết cấu là một trệt, 3 lầu đúc thật bê tông cốt thép, có một sân thượng phía trước. Và vị trí của nhà mình là rất gần với khu vực chợ Cây Quéo này. Hẻm ba gác thông từ đường Nguyễn Thượng Hiền sang trục đường Hoàng Hoa Thám và trục đường Thích Quảng Đức. Và Vân đang đứng ở trục hẻm 211 đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận nha. Nếu mà chúng ta đi về hướng bên đây nè, là chúng ta sẽ đi ra được khu vực đường Thích Quảng Đức. Còn nếu mà chúng ta đi về phía bên phải này á, là sẽ hướng ra khu vực chợ Cây Quéo nha. Ngay đoạn Hoàng Hoa Thám cách với Nguyễn Thượng Hiền nè. Và căn nhà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị, mình đi từ cái trục hẻm xe hơi 211 đường Hoàng Hoa Thám đó, đi vào khoảng 100m là đến căn nhà của chúng ta ngày hôm nay. Hẻm ba gác thông nha, thông từ đường Hoàng Hoa Thám đó sang đường Nguyễn Thượng Hiền. Khu dân cư ở đây là khu dân cư hiện hữu nè, nhà lầu cao tầng khá là nhiều nha. Căn nhà mình được cái diện tích rộng và có tới 5 phòng ngủ nha. Mình ở có thể phù hợp cho một gia đình đông người. Là đến đây là đến căn nhà của mình nha. Hẻm là hẻm ba gác rất là rộng, khoảng 2m rưỡi. Và đây là căn nhà mà hôm nay Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Nhà mình có hướng chính là hướng Tây Bắc nha, phù hợp với khách hàng có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nhà có chiều ngang là 3m, chiều dài là 13m, diện tích đất công nhận trên sổ đầy đủ là 40m². Và xin mời mọi người cùng tiến vào trong để tham quan chi tiết căn nhà nha. Trước nhà mình có một cái khoảng sân nè, mình có thể để được khoảng 3 chiếc xe máy trước nhà mình ha. Đây là hình ảnh của con hẻm trước nhà mình đây. Hẻm cũng khá là rộng ha. Nhà có kết cấu là một trệt 3 lầu đúc thật bê tông cốt thép. Hoàn công đầy đủ, có nội thất. Quý cô chú anh chị chỉ cần xách vali vào ở thôi. Vị trí phòng khách thì được gia chủ trang bị sẵn cho mình một cái bộ ghế sofa. Có tranh treo tường luôn. Phía trên có đèn trần khá là đẹp. Và đối diện vị trí sofa này á, mình có một cái kệ tivi nè. Thì cái vị trí này chúng ta có thể lắp đặt tivi ở đây nha. Và đây là vị trí cầu thang của mình nè, được áp vào mặt tường bên phải. Phía dưới cầu thang này thì mình có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được gia chủ thiết kế với toàn bộ thiết bị vệ sinh mới nè, gạch ốp phun tường. Khu vực phòng khách khá là rộng ha. Và đây là khu vực phòng bếp nè. Bếp thì được gia chủ trang bị sẵn cho mình một hệ tủ bếp trên dưới. Mặt bếp được ốp đá hoa cương màu đen, tường thì được ốp kính. Ở đây mình có một cái kệ tủ nè. Vị trí ở đây thì mình có một bộ bàn ăn 4 ghế. Trên tường thì có những bức tranh nè, rất là đẹp ha. Đây là đèn trần của mình nè. Mình cùng nhìn lại không gian ở khu vực tầng trệt nha. Khu vực tầng trệt bao gồm phòng bếp và phòng khách cùng một nhà vệ sinh. Con xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1. Cầu thang của mình rất là rộng nha. Lầu 1 thì bao gồm 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh sử dụng chung. Con xin mời mọi người cùng tham quan phòng ngủ phía trước nè. Phòng ngủ á được trang bị đầy đủ nội thất.
Ở đây mình có một cái giường ngủ nè, một bàn trang điểm và một tủ quần áo. Có máy lạnh luôn. Đây là ban công phía trước phòng mình nè. Ban công thì mình rộng khoảng 1 mét nha. Đây, khu vực này gia chủ dùng để trồng hoa nè, trồng cây. Và đây là view hẻm trước nhà mình ha. Đây, hẻm Ba Gác Thông. Con xin mời mọi người cùng tiến sang phòng ngủ phía sau nè. Phòng ngủ phía sau mình cũng được gia chủ trang bị sẵn giường ngủ, tủ quần áo và máy lạnh nha. Phòng quá đẹp luôn. Ở đây mình có một cái cửa sổ nữa nè. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 1. Được gia chủ thiết kế với những thiết bị vệ sinh hoàn toàn mới nè, gạch ốp phun tường. Và xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 2 nha. Kết cấu của lầu 2 thì cũng tương đương với lầu 1, bao gồm hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh sử dụng chung. Đây là phòng ngủ phía trước nè. Cũng được gia chủ trang bị với giường ngủ, bàn trang điểm và một tủ quần áo. Mỗi phòng đều có máy lạnh luôn nha. Phòng này thì mình có ban công và cửa sổ. Đây là ban công của mình nè. View ban công nhìn ra hẻm trước nhà. Mình cùng nhìn lại phòng ngủ thứ ba này nha. Và cùng tiến sang phòng ngủ thứ tư. Đây, phòng ngủ thứ tư cũng được trang bị giường ngủ, tủ quần áo, một cửa, một ô lấy sáng nè, và một cửa sổ ở đây. Phòng mình rất là thoáng nha. Và đây là nhà vệ sinh ở khu vực lầu 2. Cũng giống y chang với lầu 1 nha. Phòng vệ sinh được thiết kế với những thiết bị vệ sinh hoàn toàn mới, gạch ốp phun tường. Và vị trí phía trên cầu thang này nè, mình có một cái giếng trời nè, để lấy gió và ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Và xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 3. Trên lầu 3 này á, ngay khu vực hành lang này nè, mình cũng có một cửa sổ nè. Quý cô chú anh chị có thể mở ra để lấy gió tự nhiên nha. Phía sau này mình có một cái phòng ngủ nè. Thì phòng ngủ này tiêu trang bị nội thất nha. Và một cửa sổ phía sau nè. Đây là nhà vệ sinh thứ tư. Cũng được gia chủ thiết kế y như những cái nhà vệ sinh ở bên dưới, là những thiết bị vệ sinh hoàn toàn mới nè, gạch ốp phun tường. Và phía trước mình có một khoảng sân thượng trước. Ở đây mình có một cái mái che mà bằng kính nè. Gió có thể thông thoáng trong nhà mình luôn nha. Vị trí ở đây thì quý cô chú anh chị mình có thể sử dụng để lắp máy giặt ở vị trí này nè. Mình có ống thoát, đường nước và ổ điện sẵn ở đây.
Ngoài ra thì trên sân thượng này mình có một cái bộ bàn nè, bộ bàn ghế đây thì gia đình mình có thể sử dụng để làm trà chiều nè, hoặc là một cái bữa ăn gia đình ở trên sân thượng này cũng được. Phía trên là vị trí lắp đặt bồn nước ha. Căn nhà có diện tích như thế này nè, vị trí trung tâm, đang được gia chủ cho bán với mức giá là 6 tỷ 300 triệu. Và với một căn nhà có thiết kế hiện đại nè, công năng đầy đủ, bao gồm 5 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh đang được gia chủ chào bán với mức giá là 6 tỷ 300 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ ngay với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.